Mấy chị ơi, mấy chị ơi. Có chuyện gì vậy? Mấy chị giúp em đi, má em kìa. Có chuyện gì? Má ơi, má. Bác ơi, má ơi, má. Bác có thuộc bị vậy không em? Má ơi, em để cho má em uống thuốc chưa? Ờ, có không? Dạ có, bác sĩ có cho chị. Vô lấy thuốc trợ tim cho má em uống đi. Lên lên lẹ lên dạ. Em sao sao cho bác đỡ mệt đi. Má về uống thuốc nè má ơi. Bác ơi, bác về uống thuốc đi bác. Đỡ đỡ uống đỡ thuốc đi má. Nè nè nước nè. Từ từ thôi em. Má thấy sao hả má? Thằng Nam đâu? Con đi lên Sài Gòn kêu nó. Dạ. Vậy em dạ. Cho má. Dạ. Bệnh viện nằm ở đâu em? Má ở đâu? Nằm ở đâu? Ở đâu? Má nằm nhanh lên. Nằm ở đâu? Má. Trời đất ơi. Má. Má. Hai bà ở đây đi, để tôi với chốt vô được rồi. Bây giờ tôi tin là có kiếp trước rồi đó bà. Bà thành Phật tử hồi nào vậy bà? Nè, tôi hỏi bà nè, nếu như không có kiếp trước á, tôi không có lý do gì cắt nghĩa được tại sao Nhã Trân lại hành động như vậy luôn á. Nhã Trân á, vốn đa cảm hay thương người mà. Lòng trắc ẩn không thôi chưa đủ bà ơi. Tôi nghĩ là kiếp trước nó phải tạo nên cái nhân nào đó để kiếp này nó phải nhận một cái quả quá nặng như vậy đó, bà biết không? Nam ơi Nam, có điện thoại kìa Nam. Kệ nó. Ê, ra kìa. Sao rồi em? Chị cho em mượn điện thoại của chị đi. Chị bấm số 2 giùm em luôn. Chứ chị Trân gọi không nghe máy gì hết trơn à. Số của tôi gọi nó không nghe máy nữa. Nè, em gọi đi. Dạ. Anh không có nghe máy. Em gửi chị nè. Sao kỳ vậy? Mấy chuyện hệ trọng này sao anh không nghe máy chứ? Tránh mặt thì tránh luôn cả má ảnh hả? Em gọi lại thử xem sao. Lỡ ảnh có việc gì bận giữa biển thì sao? Lần này mà ảnh không nghe máy nữa thì mấy chị cứ đưa má em lên Sài Gòn đi, khỏi chờ ý kiến của ảnh nữa. Nam ơi, có ai gọi nữa kìa. Giờ kệ nó. Gọi hoài không được, nó tự tắt thôi à. Lỡ má mày ở nhà có chuyện gì sao? Mày lên mày nghe thử coi. Không phải thì cướp máy mấy hồi. Lỡ má mày có chuyện gì hối hận cả đời á. Dạ. Alo. Em là Trúc nè. Em mượn điện thoại chị Lam Anh. Mà sao nãy giờ em gọi anh không nghe máy gì hết trơn vậy? Ủa, em gặp Lam Anh ở đâu mà mượn máy vậy? Nãy giờ anh bận kéo lưới nên không có rảnh. Mà có chuyện gì vậy? Má lên cơn đầu tiên. Đang trong phòng cấp cứu đây nè. Không có máy chỉ là em mệt luôn á. Ủa, má lên cơn nữa hả? Mà đang ở đâu vậy? Ủa mà sao có Nhã Trân ở đó nữa? Chị Trân đang đứng cạnh em nè. Anh nói chuyện với chị nha. Không có máy chỉ á là em mệt luôn rồi. Alo. Alo, Trân hả? Sao? Chuyện em có mặt ở đây nói sau đi. Bây giờ quan trọng nhất là phải lo cho bác. Má tôi sao rồi? Bác sĩ nói là phải chuyển lên thành phố. Tụi em đã lo xong tất cả giấy tờ thủ tục rồi.
Bây giờ tụi em sẽ chuyển bác lên thành phố, có gì tụi em sẽ gọi điện báo anh sau nha. À, quên nữa, anh có khỏe không? Anh nói gì đi, anh có khỏe không? Tôi khỏe. Cảm ơn Nhã Trân đã lo cho má tôi. Vậy bây giờ tụi em đưa bác lên thành phố nhập viện luôn nha. Cảm ơn Trân. Má mày gọi phải không? Dạ. Có gì không? Má còn bệnh nặng rồi, phải chuyển về thành phố. Vậy mày phải về trên đó coi làm sao. Chứ còn Út nó đâu biết gì. Dạ, chắc con phải đi quá. Chút nữa có ghe ra lấy cá mày theo mày vô. Dạ. Trúc. Dạ. Không sao đâu em, đừng có lo như vậy. Dạ. Ê Trân, hay bà ngồi ở đây với Trúc đi. Để tôi với Lâm Anh ra ngoài mua nước cho hai người uống nha. Đi. Rồi. Chị ơi, không biết má em có sao không mà nãy giờ không nghe tâm hơi gì hết á. Em bình tĩnh đi, bệnh viện ở đây người ta giỏi lắm, bác sĩ cũng có tay nghề nữa, đừng có lo. Ai là người nhà của bệnh nhân Trần Thị Thu? Dạ em ạ. Em cầm tờ giấy này xuống ngoài thu ngân, đóng tiền rồi quay lại đây nghe. Bệnh nhân có sao không chị? À, theo yêu cầu của bác sĩ là bệnh nhân phải mổ cấp cứu gấp, cho nên hai em đi đóng tiền đi. Chị nha. Dạ. Chị Trân ơi, sao mà trong đây nó liệt kê nhiều thứ quá à? Chắc là tốn nhiều tiền lắm phải không chị? Để chị coi. Phải chị, có anh hai của em ở đây, chứ tiền bạc em đâu có đâu mà lo cho má. Em yên tâm đi, chuyện này để chị lo. Bây giờ em ngồi đây đợi chị. Chị đi một lát rồi quay lại ngay. Em nhớ đừng đi đâu nha. Dạ. Em cầm để đi chi tiêu lặt vặt. Em đâu có xài gì đâu. Chị giữ lại đi. Ở đây không phải như dưới quê đâu. Em cứ cầm đi. Chị quay lại ngay. Anh hai, sao quay được chị Nhã Trân này hay thiệt. Chị vừa đẹp, lại vừa tử tế nữa. Con nghe nè má. Chừng nào con về? Dạ, chắc một hai bữa nữa công tác mới xong má. Có chuyện gì không má? Nhà có việc. Con nói với trường á, cho con về đi. Nhưng con đang làm nửa chừng, sao bỏ ngang được? Má hiểu. Nhưng mà ba con yêu cầu con phải về liền. Nhà có chuyện quan trọng đó con. Chuyện quan trọng là chuyện gì? Thì là chuyện... Mà đưa đây. Chuyện hôn nhân giữa con với lại Tuấn Trung. Nó mới vừa từ Mỹ về kìa. Dạ, xin mọi người đợi ở ngoài. Ê, bây giờ làm gì đây? Làm gì là làm gì? Bà hỏi Nhã Trân đi.
Thôi bà về trước đi, để tôi với Trúc ở đây được rồi. Một mình bà ở đây được không? Được, không có sao đâu, tôi tự lo được mà. Ừ. Đi, mình đi về trước đi. Về trước nha. Ừ. Về tụi tôi đi nha, có gì alo á. Chào hả chị. Về trước nha. Trúc, dạ. Để đi ngồi đi em. Dạ. Chắc là không sao đâu, đừng có lo. Hay là em ngồi đây để chị đi mua nước nha. Dạ. Trúc. Anh hai. Má sao rồi? Má đang mổ ở trong á. Phải mổ hả? Dạ. Mổ tim nhiều tiền lắm đó. Chị Trân đóng tiền viện phí rồi. Anh lên hồi nào, sao anh biết ở đây vậy? Em báo cho anh biết đó chị. Cảm ơn Nhã Trân. Tôi sẽ... trả tiền lại, phải không? Cảm ơn Nhã Trân. Tôi sẽ... trả tiền lại, phải không? Không cần. Chị đừng có buồn. Anh hai em tính thẳng, kỳ cục vậy á. Em nói hoài cũng vậy à. Chị biết mà, chị biết anh hai em hay ái ngại và không muốn chịu ơn ai đúng không? Thôi, tôi lên tới đây rồi. Nhà Trân đi về đi. Thôi, em muốn hỏi công việc của anh có tốt không? Công việc cũng tương đối ổn. Nhà Trân về đi, để ba má trông nữa. Thôi, anh hai này, đi ở là quyền của chị chứ. Anh cứ nhắc tuồn hoài à. Em biết gì mà nói. Nhà chị Trân á là kính cổng cao tường. Chị Trân là con gái ruột của ba má chị, được cưng chiều lắm. Không có chuyện gì mà động tới móng tay. Giờ khổ cực vì gia đình của mình, làm sao không áy náy được. Chuyện nhỏ mà, trời em đi công tác xã hội được thì giúp bác trong những lúc ốm đau bệnh tật, đâu có gì là quá sức đâu. Anh cứ để cho em làm những việc mà em thích đi. Nhưng đó, anh hai thấy chưa, đáng lẽ chị Nhã Trân phải là con gái của má mới đúng. Em thì biết cái gì. Sao không, em lớn rồi chứ bộ. Hè này em học cấp 3 xong là em lên Sài Gòn thi đại học rồi. Vậy thì qua nhà chị ở đi. Cảm ơn chị, nhưng mà chắc em ở nhà trọ của anh hai em. Thôi hai anh em ngồi đi, để em đi xuống mua nước nha. Để tôi đi mua cho. Thôi thôi được rồi, anh mới lên nghỉ ngơi đi, để em chạy đi mua cho. Nghe nè bà, có chuyện gì không? Má chồng sao rồi? Ổn không? Xuống nhà mở cửa cho tôi coi. Hả? Vậy mà tôi tưởng bà đang ở nhà chứ. Được rồi, xuống liền xuống liền. Nhanh lên. Tới đây. Rùa bà cố luôn. Ủa, chưa về nhà thiệt hả? Ăn uống gì chưa vậy? Định vô tiệm ăn, nhưng tôi nghĩ lại tôi tới nhà bà để bà trổ tài nữ công gia chánh tôi mới ăn. Nữ công gia chánh cái con khỉ. Lam Anh này chỉ có một menu độc nhất vô nhị thôi. Menu gì? Mì gói 7 món. Con chào cô. Mới tới hả con? Dạ. Lam Anh nhà cô mà được thùy mị đoan trang như con thì... Bộ con không đoan trang thùy mị hả? Đó đó, cái tướng đứng gì mà đoan trang thùy mị. Lúc nào cũng nhúng nha nhúng nhánh là.
Nhờ nhóm nhanh nhóm nhánh như vậy mà có nhiều chàng theo đuổi lắm đó cô. Nếu mà nó được vậy là cô mừng lắm á. Hả? Sao má lại mừng? Tại má sợ con ống chề là ế chồng á. No no no, không bao giờ lấy chồng. Đến khi nào mẹ con lên thiên đàng thì thôi. Tôi không có mong lâu gì vậy đâu đi. À con lên nha cô. Làm gì nhìn tôi như người ngoài hành tinh vậy? Bà chưa về nhà thiệt á hả? Nè, có chuyện gì không vậy? Nhìn bà cứ như là dân tị nạn vậy đó. Cũng gần như vậy. Ờ, nghĩa là sao? Thì từ bệnh viện tới nhà bà gần hơn nhà bà Bảo Châu, nên tôi mới tới nhà bà. Anh Nam anh lên rồi, má anh đang chờ mổ. Bà có bộ đồ nào mới không? Chi vậy? Chị em anh Nam mượn hả? Không, cho tôi. Tôi phải thay đồ, cả ngày chưa tắm, khó chịu quá. Đồ của tôi nhỏ Bảo Châu giữ hết trơn rồi. Kỳ lạ nha. Có bao giờ Nhã Trân nhà ta chịu mặc đồ ké của người khác đâu mà sao bây giờ tự nhiên mượn đồ tôi mặc vậy? Đơn giản là giờ này tôi không thể về nhà, càng không thể ra shop mua đồ mới. Tắm xong tôi phải vô bệnh viện liền. Để làm gì? Có anh Nam trong đó rồi bà vô làm gì nữa? Thì có mình vẫn tốt hơn. Thôi vô lấy đồ cho tôi đi, hỏi nhiều quá. Ờ. À, tôi có một bộ đồ mới mua đẹp lắm. Để tôi tặng cho bà luôn nha. Đa tạ. Đợi xíu nha. Hồi nãy chị Nhã Trân đi, chị có nói là quay lại không? Quay lại làm gì? Chị đưa má vô đây đóng tiền mổ giùm là quý lắm rồi. Anh đang coi không biết kiếm đâu ra tiền để trả lại cho Trân nữa nè. Em thấy chị tử tế mà, để từ từ mình trả cũng được, đâu cần phải gấp gáp đâu. Anh ngại mang nợ người khác lắm, lấy gì mà trả đi, sống là phải sòng phẳng. Anh nói vậy chứ em thấy đâu phải cái gì cũng sòng phẳng được. Ví dụ nè, như má nuôi hai anh em mình từ nhỏ đến lớn, rồi biết bao giờ mình mới trả đủ cho má đây? Cậu bộ em thích Nhã Trân lắm đúng không? Ờ, chứ sao, hỏi ngộ không? Không thích mới lạ luôn á. Chỉ vừa xinh đẹp nè, vừa tử tế với gia đình mình nè. Nhưng mà em chắc một điều là chỉ yêu anh, đúng không? Ừ, tử tế xinh đẹp thì đúng. Còn yêu anh hả? Coi chừng em bị cảm tính đó. Không yêu anh, sao lại từ Sài Gòn xuống tận dưới quê để kiếm anh? Rồi hả, chỉ còn tất tả chị lo cho má khi má bị bệnh vậy nữa. Anh á, em thấy anh kỳ cục lắm á. Kỳ gì? Bữa nay bày đặt sửa lưng anh nữa hả? Em thấy anh cái gì cũng hay, cũng giỏi. Có một cái anh rất dở, dở ẹt. Là gì? Anh đối xử với chị như vậy em buồn lắm. Em nói đúng, anh đã hành xử không phải với Nhã Trân. Anh biết là Nhã Trân yêu anh, nhưng mà... Nhưng sao? Anh cũng yêu chị Nhã Trân đúng không? Em biết là anh yêu chị mà. Anh nói đi, anh yêu chị phải không? Nói nhỏ thôi. Em tính thông báo cả bệnh viện này biết đó hả? Anh trả lời em đi. Chuyện gì? Anh yêu chị Nhã Trân đúng không?
Cảm ơn bà. Dạ. Cảm ơn chị. À, mời anh chị dùng trái cây. Mời chị. À, Nhã Trân đâu rồi anh chị? Chị nói cháu ra ngồi chơi đi. Khách sáo làm gì không biết. Vài bữa nữa mình đã trở thành người nhà rồi. Ờ, hiện giờ Nhã Trân không có nhà chị. Ủa, cháu nó đi đâu vậy? Dạ, cháu nó đi công tác xã hội do trường tổ chức rồi chị. Trời đất ơi, tôi mà biết được là tôi cản liền đó. Thật ra con gái đi học là để lấy tấm bằng trang điểm cho cuộc đời thôi. Tự nhiên làm mấy cái chuyện bao đồng đó chi cho cực vậy. Tôi đồng ý với chị. Con gái con lứa ra ngoài không tốt chút nào. Mình làm sao đánh đồng với thiên hạ được, đúng không chị? Vậy Nhã Trân khi nào mới về hả anh chị? Dạ, nó nói với tôi là ngày mai nó về. Nhưng mà tôi cũng không biết là nó có nói đúng như vậy không nữa. Vậy chị hỏi kỹ cháu lại coi. Nói cháu cố gắng về sớm để đón Tuấn Trung luôn một thể. Dạ. Tuấn Trung cũng muốn gặp Nhã Trân lắm đó. Đúng rồi đó. Anh chị thử gọi điện coi cháu ở đâu đi, rồi tôi cho tài xế đưa xe xuống đó. Xin nhà trường cho cháu về sớm được mà. Vậy cũng được đó chị. Em gọi điện kêu Nhã Trân nói về đi. Dạ, lát nữa em gọi liền. Ừ. Anh chị dùng dạ. đi. Dạ. Tôi biết tôi không có quyền can thiệp vào cuộc sống của bà. Nhưng mà dù gì á, tụi mình cũng là bạn bè chí cốt với nhau. Cho nên tôi cảm thấy tôi phải có bổn phận nói với bà ý nghĩ chân thành của tôi, để sau này tôi khỏi bị bức rứt. Cảm ơn bà với bồi Châu đã luôn quan tâm và lo lắng cho tôi. Nhưng tôi đã quyết định rồi. Tôi yêu anh Hoàng Nam và yêu luôn sự bất hạnh của gia đình ảnh. Bà làm tôi xúc động quá. Nói thiệt, đôi khi tôi có hoài nghi về tình yêu đích thực. Nhưng mà qua bà, tôi cảm thấy tình yêu có thật. Công nhận đó nha, bà gan thiệt á, dám đương đầu với thử thách. Mà tôi với lại bọn Châu chắc không dám vượt qua đâu bà. Bây giờ tôi biết được hoàn cảnh của anh Hoàng Nam, tôi lại càng thương ảnh hơn. Nhưng mà liệu Hoàng Nam có đáp ứng lại xứng đáng tình yêu của bà không? Tôi có cảm giác là anh ấy không có chú ý tới bà đâu. Mới vừa rồi đó, lấy máy của Nhã Trân gọi thì ảnh không bắt máy, lấy máy của tôi thì ảnh bắt máy liền. Vậy là sao vậy? Trong tình yêu á, cần phải có sự công bằng chứ bà. Với lại bà xứng đáng được đối xử như vậy, bà biết chưa? Tôi lại nghĩ khác. Tình yêu không đòi hỏi sự sòng phẳng. Nó đâu phải như là cứ cho đi thì sẽ được nhận lại. Điều quan trọng là tôi có yêu anh ấy thật lòng hay không. Kể cả khi mà người ấy hững hờ coi thường tình yêu của bà luôn hả? Chắc chắn là không. Nhưng trường hợp này cũng giống như là mẹ yêu thương con mà không đòi hỏi lại gì đó. Nhưng tôi tin là anh Hoàng Nam cũng thích tôi. Tôi thấy sao ổng tránh mặt không gặp bà. Lúc trước thì tôi đã không hiểu. Ngay cả lúc ảnh dạy tôi bơi, đôi khi tôi có cảm giác ảnh không phải là đàn ông vậy. Hoặc là ảnh đang có người phụ nữ nào đó mà ảnh rất yêu thương. Tôi đã để ý tìm hiểu điều đó nhưng mà không phát hiện ra. Nhưng tới khi về quê ảnh thì tôi mới hiểu ra lý do tại sao ảnh không dám đáp lại tình cảm của tôi. Lý do gì vậy? Thì bà đã biết rồi. Anh Hoàng Nam mặc cảm giàu nghèo hả? Chắc chắn là như vậy. Tôi còn nhớ mấy lần mà anh tới nhà tôi dạy bơi. Ủa, anh Hoàng Nam hả? À. Anh mới tới hả? Anh tới đúng giờ quá ha. Thì hẹn với Nhã Trân rồi, tôi phải tới đúng giờ. Chứ để Trân chờ sao? Chuyện nhỏ mà, anh tới đây mới là chuyện lớn. Vô nhà đi.
Tôi để xe đâu đây? À, để đại đó đi, ở đâu cũng được hết á. Vô nhà nha. Từ đó tôi thấy ảnh càng tìm cách xa lánh tôi hơn, không còn hăng hái và hớn hở giống như lần đầu nhận lời dạy bơi tôi nữa. Nếu tôi mà là anh Hoàng Nam hả, thì sau khi choáng ngợp và ngỡ ngàng như bà nói á, thì tôi sẽ tiếp cận bà ngày càng nhiều càng tốt, để tranh thủ tình cảm với hy vọng sẽ biến thành chuột sa hủ nếp. Thì bởi vậy cho nên tôi cũng ngạc nhiên và càng quý trọng anh hơn, và tôi càng cố gắng tìm hiểu. Và bây giờ thì tôi đã hiểu rồi. Cho nên là bà phải xóa đi mặc cảm trong lòng của anh, biết chưa? Chắc chắn là tôi sẽ làm được. Ai hả? À! Ai hả? Má tôi. Ừ. Con nè, má khỏe không? Má khỏe. Chừng nào con về? Dạ, vài bữa nữa xong việc thì con mới về được. Sao lâu vậy con? Lúc con đi con nói con về sớm mà. Dạ, xuống đây tình hình thực tế có thay đổi. Không được đâu con, ba con không đồng ý đó. Nè, bà nói với nó bất kỳ giá nào ngày mai cũng phải có mặt ở nhà lúc 10 giờ. Trà Vinh về Sài Gòn đi xe tốc hành có mấy tiếng đồng hồ thôi. Thôi được rồi, con nghe ba nói không? Ba con kêu mai con ra xe tốc hành về sớm để có mặt ở nhà trước 10 giờ đó. Nhưng mà có chuyện gì mà ba má bắt con về sớm vậy? Con đang bận công tác mà. Lúc đi con xin phép ba má rồi mà. Con à, má biết, nhưng mà nhà đang có việc đang cần con về gấp đó. Việc gì vậy má? Thì con về đi rồi sẽ biết. Đưa đây. Ba nói con về gấp. Về ngay bây giờ. Có chuyện gì vậy? Nói tôi nghe coi, có chuyện gì vậy? Ba tôi bắt mai tôi phải về. Thôi, tôi đi đây. Bà đi vô bệnh viện hả? Ừ. Đi nha. Ừ. Bye bà. Nhà Trân mới tới hả? Dạ. Ngồi đi, nó mệt quá nên nằm ngủ luôn rồi. Bác sao rồi anh? Có tin tức gì chưa? Vẫn chưa, đang đợi. Nhà Trân từ nhà vô đây hả? Không, em ghé nhà làm anh thôi. Nếu mà ghé nhà thì em không vô bệnh viện được. Nhưng mà em không có an tâm khi chưa biết tình hình của bác như thế nào, nên em không dám về nhà. Cảm ơn nhà Trân nhiều lắm. Nếu như không nhờ Nhã Trân giúp đỡ thì bây giờ tôi không biết. Chuyện nhỏ mà, ơn nghĩa gì. Anh nói làm em áy náy quá. Em làm được gì thì em cứ làm thôi. Dù qua có nhiều điều khiến cho Nhã Trân không vừa lòng về tôi, Nhã Trân bỏ qua nghe. Thật lòng tôi rất quý mến Nhã Trân. Nhưng mà... Nhưng sao? Nhưng tôi cảm thấy cả hai chúng ta thuộc về hai thế giới khác nhau. Điều đó thì có gì là quan trọng? Chúng ta có thể tạo ra của cải vật chất. Với lại anh cũng là người có năng lực, anh có thể làm ra được điều đó mà. Cảm ơn Nhã Trân đã nghĩ tốt về tôi. Nhưng tôi nghĩ mình chỉ nên dừng lại ở tình bạn, không nên đi xa hơn. Anh nhìn em đi,
phải nói thật. Em muốn anh nói thật lòng. Anh hứa sẽ nói thật. Anh hứa đi. Nhưng anh sẽ nói gì? Ở đây không có ai nghe hết. Anh chỉ cần trả lời có hoặc không, không cần nói gì thêm. Nhà Trần nói đi. Anh có thích em không? Thích đi. Nói anh thích. Anh thích. Anh có thích em không? Anh thích. Thích. Anh nhưng mà em chưa nghe anh nói thành lời. Anh phải nói thành lời mới được. Có. Anh thích em. Ừ. Yeah. Dạ cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Trần Thị Thâu ạ? À? Dạ, dạ em. Chúc mừng anh chị ca mổ thành công. Dạ. Chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân vào phòng hồi sức. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Cảm ơn em. Cảm ơn em đã cứu má. Bà ngủ đi, trăn trở hoài sao tôi ngủ được. Tôi không yên tâm chút nào ông à. Chuyện gì làm bà lo lắng như vậy? Thì chuyện Nhã Trân nhà mình với Tuấn Trung chứ chuyện gì vô đây. Bà lo gì? Mọi chuyện sắp xếp đâu vào đó rồi. Mai Nhã Trân về là cả nhà mình ra sân bay đón Tuấn Trung cùng với anh chị Trí. Đón đưa thì dễ thôi. Tôi lo là lo chuyện lâu dài kìa. Chuyện lâu dài là sao? Tôi không hiểu bà muốn nói gì. Tôi e là Nhã Trân nó không đồng ý chuyện hôn nhân này. Sao lại không đồng ý? Nó dám không đồng ý sao? Nó là con, áo mặc sẽ qua khỏi đâu. Nó phải nghe lời cha mẹ của nó chứ. Nhưng do đâu bà e ngại như vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Tôi bận công việc nhiều lắm, không có thời giờ để quan tâm đến nó. Bà là mẹ, lại là phụ nữ, gần gũi với nhau, bà phải biết nhiều chuyện hơn tôi chứ. Tôi thấy hình như Nhã Trân nó không có cảm giác gì với Tuấn Trung, dù đã gặp nhau một lần vào kỳ nghỉ Tết năm ngoái. Cảm giác có hay không còn phải được vun đắp bởi ngoại cảnh chung quanh nữa. Lúc đó mình với anh chị Chí chỉ quen biết thôi chứ đâu phải được như bây giờ. Anh chị rất thích Nhã Trân nhà mình nên muốn hai nhà kết thông gia với nhau. Tôi hiểu, nhưng tôi thấy đầu óc Nhã Trân nó tư tưởng đâu đâu á. Đâu đâu là đâu hả? Là thằng nào? Bà nghe nó nói gì chưa? Có phải cái thằng mà tới dạy bơi cho nó phải không? Tôi không biết, nhưng chắc không phải đâu. Không phải á thì lo lắng làm gì chứ. Ngủ đi. Thank you.
sĩ nói bác mất sức quá nên ngủ rồi. Ngày mai sẽ tỉnh lại, mọi chuyện sẽ ổn, anh đừng có lo. Anh cảm ơn em nhiều lắm. Má khỏe chưa anh hai? Má khỏe rồi, sáng mai má mới tỉnh. Em muốn vô thăm má. Để má đi trước, má đang ngủ, cần yên tĩnh. Mọi chuyện cũng đã ổn rồi, thôi em về đi, để hai bác trông. Đúng rồi đó chị, để em với anh hai ở lại được rồi. Nhưng chị muốn ở lại với anh em thêm chút nữa. Không được đâu, ở đây chỗ đâu chị nằm, phải có chỗ phòng riêng cho chị nằm chứ. Thôi, Trúc nói đúng đó. Em nên về nhà nghỉ ngơi đi, để cho anh với Trúc đỡ ấy nấy. Anh không muốn em ở bên cạnh anh nữa hả? Không phải vậy đâu, anh chỉ lo lắng cho em thôi. Chị Trân, anh hai em với em cực khổ quen rồi, chị thì không thể như vậy đâu. Chị đã giúp đỡ gia đình em như vậy là quá lắm rồi. Nhưng mà chị sẽ không được ngồi bên cạnh anh hai em như vậy nữa. Vì chị về nhà thì ngày mai mọi chuyện sẽ thay đổi. Là sao? Em nói gì vậy? Tại sao lại không còn? Bỏ đi, em chỉ nghĩ như vậy rồi nói như vậy thôi, không có gì đâu. Nhưng anh nghĩ là có. Em đang chất chứa điều gì đó trong lòng mà khó nói ra, đúng không? Mắt em kìa. Mắt em sao? Buồn lắm. Không phải, tại mắt em đói bụng đó. Bây giờ mình đi kiếm cái gì ăn đi. Hai anh em không đói hả? Nãy giờ em lo cho má nên không thấy đói. Giờ chị nói em mới thấy đói. Đói thấy chưa? Đói thì đi ăn nha. Em biết gần đây có quán ăn ngon lắm. Em mà cũng ăn khuya vậy hả? Bụi đời quá ha. Anh tưởng chỉ có anh mới biết ăn khuya, mới biết bụi đời thôi hả? Tại vì em với Lam Anh với lại bọn cháu cũng đã ăn ở đây rồi. Tại vì lần đó tụi em có người bạn bị tai nạn cũng nằm ở đây nè, nên mới biết. Đợi em chút, em vô lấy túi xách nha. Nước sôi, nước sôi. Cái này là mì nước hả? Dạ. Mì nước của em nè. Cái nào của chị? Mì hải sản. Nè, mì hải sản của chị nè. Trúc làm chứng nha, anh Hoàng Nam gọi chị bằng chị đó. Mì trộn của em nè. Cảm ơn chị nghe. Ngon quá, ba người ăn ba thứ. Anh hai thì ăn mì trộn nè, chị thì ăn mì hải sản, còn em ăn mì nước. Nếu có má ở đây thì má sẽ ăn mì gì ta? Mì xào giòn. Má thích mì xào giòn lắm. Hay quá, vậy mai mốt má hết bệnh, ra chị mình dẫn má đi ăn mì xào giòn nha. Lại đi anh. Ủa, cổ làm gì vậy em? Cổ đang cầu khấn người khuất mặt khuất mày phù hộ cho người thân của họ tai qua nạn khỏi. Có lần vô bệnh viện thấy cảnh này em cũng ngạc nhiên như anh vậy. Nghe nói là chỗ này linh thiêng lắm, nên người thân của người bệnh thường ra đây để cầu xin. Anh nhìn kìa, đó.
Ủa, mà em đưa anh ra đây làm gì? Cầu xin cho má anh hả? Má anh khỏi rồi mà. Cho mình. Cho mình? Ừ. Ủa, mình đâu có bệnh gì đâu mà cầu xin. Anh cứ chịu em một chút xíu thôi nha, đâu có ai đâu. Đi. Ờ, nè. Anh đốt giùm em cây nến này đi, cắm chung với chỗ nến kia kìa. Đó, anh làm đi. Quỳ xuống đi anh. Hôm nay cầu cho vong linh những người đã khuất chứng giám cho chúng tôi là Lê Nhã Trân và Nguyễn Hoàng Nam sẽ nguyện yêu thương nhau đến suốt cuộc đời. Anh biết khấn gì bây giờ? Bất ngờ quá anh không chuẩn bị. Thì anh nói cái gì cũng được, nói những gì thật lòng của anh đối với em là được. Tôi là Nguyễn Hoàng Nam, xin nguyện yêu thương chung thủy với Lê Nhã Trân suốt cuộc đời này. Dạ mời ông bà. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị Tư. Mời anh. À em nè, em đã gọi cho Nhã Trân chưa? Nhã Trân nói là về trước 10 giờ mà. Hôm qua em nói rồi. Ăn xong á em nhớ gọi cho con lần nữa, coi chừng nó quên. Bọn trẻ bây giờ ham chơi lắm. Dạ em biết rồi, lát nữa em gọi. Anh ăn đi. Bác thấy trong người sao rồi? Bác thấy khỏe hơn chưa? Cảm ơn con, bác đỡ nhiều rồi. Bác cũng không biết nói làm sao nữa. Má con của bác mang ơn con nhiều lắm. Má à, Nhã Trân không muốn má nói gì đâu. Thì má chỉ nói sự thật thôi mà, má có nói gì sai đâu. Nếu không có cô Nhã Trân thì không biết bây giờ má con mình có còn được ngồi nói chuyện với nhau như vậy không nữa. À, dạ không có gì đâu bác. Chuyện này chuyện nhỏ thôi mà. Anh Nam còn giúp con nhiều chuyện hơn vậy nữa. Thiệt vậy hả con? Dạ đúng rồi. Má đừng bận lòng về chuyện này quá, má ái ngại cho Nhã Trân. Dạ. Thôi má nghỉ ngơi đi.
Alo. Trân à, con đang ở đâu vậy? Dạ, con đang trên đường về. Má an tâm đi, con về liền. Dạ. Dạ thôi, bác nghỉ ngơi đi. Con xin phép về nhà. Ừ, con về nha. Dạ, chị về nha. Dạ, em biết rồi. Em về nha. Nhà Trân. Chuyện gì vậy anh? Em hãy hiểu cho anh. Tới lúc thích hợp, anh sẽ đến gặp ba má em. Đừng buồn anh nha. Em biết rồi, em đi nha. Bà nè. Dạ. Con đã về tới đâu rồi? Đang trên đường về. Còn sớm mà. Lần sau á, đừng có cho nó đi xa vậy nữa. Không quản lý được gì hết trơn á. Em biết rồi. Alo. Tôi Oanh đây, chị Trang. À, dạ chào chị Oanh. Nhã Trân đã về chưa chị? Dạ, chắc khoảng tiếng hay nửa tiếng gì đó cháu về. Chị nhớ nói Nhã Trân cùng đi nha chị. Dĩ nhiên rồi, chị yên tâm đi. Chị chào chị nha. Dạ, chào chị. Chị gì vậy? Chị Oanh hỏi Nhã Trân về chưa? À, chị Tư. Dạ. Ra có ai vậy? À, hay là Nhã Trân nó về? Nhưng sao nó về sớm vậy ta? Con chào dì Tư. Dì Tư con. Có nhớ con không? Nhớ chứ. Ông chủ bà chủ đang đợi con ở trỏng á. Bà má con đang làm gì vậy? Đang ăn sáng. Dạ. Con chào ba má. Ủa, con đi xe gì về sớm vậy? Dạ con đi xe tốc hành. Đó, ông thấy chưa? Con nó nói về là về mà. Nè, nghỉ ngơi một chút đi rồi ăn sáng. Rồi cả nhà mình cùng ra sân bay nghe chưa? Chị Tư. Dạ. Còn đồ ăn sáng gì cho Nhã Trân không? Dạ con. Nè, cô Quỳnh cổ mới điện hỏi thăm con đó. Ba chưa có thấy ai thương con cho bằng cô Quỳnh hết trơn á. Có chứ, tại ba chưa thấy thôi. Ai vậy? Nói ba nghe coi. Thì ba má chứ ai vô đây. Ba má là người thương con nhất trên đời này. Con nhỏ này nè, chỉ giỡn nịnh thôi à. Phải rồi, con nó nói đúng á, có phải nịnh đâu. Bên nhà chồng có thương mình cỡ nào cũng đâu có sánh mặt cha mẹ công dưỡng dục sinh thành, đúng không? Dạ, cảm ơn dì Tư. Ăn đi con. Nè, ăn đi con. Con á, ngó qua ngó lại là tới giờ bây giờ đó. Con mời ba má. Ăn đi con. Ăn đi. Ba má ăn rồi hả? Ba. Ba mới nói ba thương con nhất trên đời này đúng không? Dĩ nhiên rồi. Vậy nếu như con xin ba một điều gì đó, ba có cho con không? Trước hết á, ba cũng phải biết điều đó là điều gì chứ. Má thấy chưa, vậy mà ba nói là ba thương con nhất. Con thấy hả, chỉ có má là thương con nhất thôi hả? Con nè. Cái gì á, má không đồng ý với con, ba cũng không chấp nhận đâu. Nhưng mà con quá tuổi vị thành niên rồi. Hơn nữa. Quá tuổi vị thành niên, tức là con muốn làm gì thì làm phải không? Con nên nhớ, áo mặc không qua khỏi đầu đâu. Nhưng áo trồng đầu thì sẽ qua đầu chứ, đúng không má? Thấy chưa, ông thua nó rồi đó. Má con bà chỉ giỏi bên nhau thôi. Bà thấy con á, không nên tiếp tục tham gia những thứ đại loại như công tác xã hội đó nữa. Con thì thấy nên.
vì công tác xã hội đó rất hữu ích và nó giúp cho con người phát triển nhận thức về cộng đồng xã hội, giáo dục lòng nhân ái, vân 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 vân. Thôi nè, ăn đi con. Ăn mà nói nhiều quá không tốt cho tiêu hóa đâu. Bà này, ước ăn thì không đúng chỗ vậy. Cha con tôi đang tranh luận thôi mà. Lịch sự một chút đi bà. Tôi xin lỗi. Con thấy ba không nên áp bức má như vậy. Trong nhà này á, má giống như là cái bóng của ba vậy. Ba đứng thì má đứng, ba ngồi thì má ngồi. Như vậy là không công bằng. Con à, ba con chỉ giận cho vui thôi. Nếu mà sáng nay con không đi đón Tuấn Trung thì ba sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Alo. Em bận một chút việc ở sân bay. Một chút nữa xong việc em sẽ vô. Má khỏe chưa anh? Má sẽ chuyển ra phòng ngoài sáng nay. Chừng nào em tới nhớ gọi cho anh biết trước nghe. Còn nếu bận việc cứ từ từ tới cũng được. Xong việc em sẽ vô liền. Em đang khó chịu lắm. Khó chịu? Có chuyện gì vậy em? Hay là tối qua ngủ không được? Không phải, chuyện này phức tạp lắm. Dài dòng nữa, thì mốt gặp em kể cho nghe. Ok. Vậy nha, em nhớ anh lắm, em cúp máy đi. Má đi đâu vậy? Má đi tìm con chứ đi đâu. Má gọi điện thoại không được. Quá ra con ngồi ở đây nói chuyện với bạn. Đứa nào vậy? Nói cho má nghe được không? Rồi má sẽ biết. Đừng có nói với má là bạn trai đó nghe. Bạn trai thì sao? Bà kêu má đi tìm con. Ngó quanh không thấy con, ông sốt ruột trống kìa. Con hiểu tại sao ba má có vẻ áy náy trước cô Oanh và bác Trí như vậy. Ba má thiếu nợ họ hả? Không phải. Chẳng qua là ba con rất muốn thành chuyện của con và Tuấn Trung. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Con không yêu anh Tuấn Trung. Con chỉ coi anh ấy là bạn. Con chính thức cho má hay. Con đã có người yêu rồi. Con đã có người yêu? Sao má lo lắng vậy? Má phải vui lên khi nghe con nói là có người yêu chứ. Con nghĩ sao mà má không lo cho được chứ? Má ơi, má cứ yên tâm đi. Chuyện gì? Chứ chuyện của anh Tuấn Trung con sẽ có cách giải quyết. Cách gì? Con đã biết cách tự giải quyết vấn đề của mình mà. Má đừng có lo cho con nữa nha. Thôi mình vô đi. Ngồi đi con. Sao mà lâu quá vậy ta? Anh ơi, Tuấn Trung kìa. Nó ra rồi kìa. Tuấn Trung. Mẹ nè. Mẹ. Con. Bác. Thì con. Bác. Chào cháu. Dạ. Nhìn đẹp trai dữ hen. Mắt công em quá à. Từ từ tới cũng được. Má anh cũng đã ổn rồi, để chuyển ra phòng ngoài. Có gì đâu, tại em không muốn gặp mấy người đó nên phát mệt. Người nào? Thì mấy người em đi đón sáng nay đó. Vậy thì đón làm gì? Không đi không được. Ba em. Thôi đừng nói chuyện đó nữa. Em có một ít trái cây cho má nè. Nè. Em chủ đáo quá. Thôi đi vô. Gì vậy? Của anh nè. Thôi anh không nhận đâu. Không nhận hả? Nhận không? Không. Thôi. Nhận liền à? Ê. Rồi nhận được chưa? Lần trước anh có thể vì lòng tự trọng mà không nhận. Còn lần này không nhận là không được.
Đứng lại, nói xong rồi phải làm gì đi chứ. Con à, kỳ này về nước con thấy Nhã Trân thế nào vậy con? Ba với mẹ định... Anh... Chuyện của con thì để cho con nó nói. Thì... ba cũng là ba của con mà mẹ. Ba nói cũng được có sao đâu. Nhưng mà cưới vợ cho con, chứ đâu phải cưới vợ cho ba con đâu. Đó, con là luật sư. Con thấy không? Mẹ con xúc phạm nhân quyền của ba ghê chưa? Nè nha, nhân quyền á không có lớn bằng vợ quyền đâu nghe chưa. Nhân quyền á là chỉ nói chung chung thôi, chứ vợ quyền là nói có cụ thể, có giấy đăng ký kết hôn đàng hoàng đó. Tôi đã đầu hàng, đầu hàng suốt hơn 20 năm nay rồi, từ khi Tuấn Trung chưa ra đời nữa kìa, được chưa? Con thấy không, ba con đó là người đàn ông dễ thương đó, nhưng mà sợ mẹ lắm đó. Mẹ nè, ba con á là ba con thương mẹ, chứ không phải sợ mẹ đâu nghe. Đúng. Mẹ thấy không, chuyện lớn chuyện nhỏ gì đó, ba cũng nhường mẹ hết á. Đúng đó. Ừ, hơi bị oai phong đó nghe mẹ. Đúng. Mà thấy chưa, đúng là đứa con quý tử, nó nhìn thấy bản chất của tôi đó. Thôi thôi, bây giờ nói khen qua khen lại vậy là đủ rồi. Bây giờ á, mẹ muốn hỏi con nè, con có thích Nhã Trân không vậy? Mẹ thấy nó vừa học giỏi nè, lại vừa xinh đẹp nữa. Hai bên gia đình á lại môn đăng hộ đối với nhau. Ba mẹ định á chuyến này con về nước được 2-3 tháng làm đám cưới cho tụi con luôn nha. Bên kia bác Lâm cũng đồng ý. Con trai. Cái nhà này chết hết rồi hay sao mà không ai ra mở cửa vậy? Bà làm gì ở trong nãy giờ mà không ra mở cửa? Bà có nghe tôi nói không? Hay là bà điếc rồi hả? Nếu điếc thì đã không nghe chuông. Bà nghe chuông, tại sao bà không ra mở cửa? Tôi bận. Còn thằng Tiến, con bỏ Châu đâu? Thằng Tiến con của ông tôi không có biết. Con tôi không phải con bà hay sao? Không, tôi không có xin nó ra. Thiệt, điên quá rồi. Mày làm gì thằng quỷ kia? Gì vậy? Ông vô phòng mà không chịu gõ cửa gì hết trơn vậy? Ông phải lịch sự chứ. Phòng tôi mà, lỡ phòng của bọn Châu thì sao? Ông cũng gì hả? Mày đúng là thằng mất dạy mà. Nè 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 nè, nói chuyện không có chỉ như vậy nha. Tôi mất dạy lâu rồi, ông có dạy tôi ngày nào đâu mà kêu mất hả? Mày đúng là đồ hư hỏng. Mày lầm vô ba cái thứ dâm ô đồi trụy này. Học hành thì không nên thân nên dáng gì hết. Mày nhìn con bội Châu kìa, nó là con gái con nữa mà sắp tốt nghiệp đại học rồi. Còn mày đúng là không biết xấu hổ. Xấu hổ? Ôi, xấu hổ kìa. Nó học giùm tôi đó. Rồi sao? Mày nói cái gì? Nó học giùm mày à? Trước sao gì tôi cũng lấy nó à? Mày lấy nó? Mày dám ăn nói vô đạo vậy sao? Gì vậy? Vô đạo cái gì? Hả? Tôi nó có phải anh em huyết thống cái gì đâu, đúng không? Tôi là con riêng của ông, nó là con riêng của má nó. Dính dáng gì? Nhưng tôi cấm mày, mày không được đụng tới nó. Nó là đứa con gái tốt, không phải hư hỏng như mày. Mày đi ra ngoài đường mà kiếm. Ông lấy cái quyền gì mà ông cấm? Hả? Đi ra ngoài đường kiếm gì vậy? Cho mệt hả? Tôi đâu có rảnh. Tôi thề với ông tôi sẽ lấy nó. Tôi thề đó. Thằng khốn, tôi cảnh cáo mày. Cảnh cáo tôi hả? Hả? Ông cảnh cáo tôi hả? Hả? Tôi mới là người cảnh cáo ông đó nha.
Ông đừng có hồ đồ gì nghe chưa? Nghe chưa? Mày đi ra khỏi nhà tao. Đi ra khỏi nhà hả? Ông mới là người đi ra khỏi nhà đó, nghe chưa ông già? Đi ra. Ba có sao không? Ông già rồi. Kể từ hôm nay ông không được xí vô chuyện của tôi, nghe chưa? Mày ba. Mày cái gì? Mày rồi sao? Ba anh còn đuổi nó làm cái gì nữa? Kêu xe cấp cứu đi. Tự đi kêu đi. Ba kêu xe cấp cứu đi. Trúc, nhớ cho má uống sữa nha. Dạ em nhớ mà. Mà má em cũng ngộ lắm chị ơi. Ngộ gì? Ở dưới quê, mỗi lần má em bệnh, em khuấy sữa cho má uống, má nhất định không chịu uống. Xong rồi cái lên đây, chị Trân khuấy cái má uống. Con nhỏ này thiệt tình hả? Sao vậy má? Chắc phải có lý do gì đúng không? Cũng cùng một loại sữa thôi mà. Bác nói cho hai anh em họ nghe đi bác, coi chừng họ xoa bì kìa. Đúng rồi đó, con tuổi thân lắm á nha. Cũng dễ hiểu thôi mà. Tự nhiên má thấy vừa thương, vừa mang ơn Nhã Trân nữa. Má không hiểu sao ông trời lại xui khiến Nhã Trân tới gia đình mình trong lúc ngặt nghèo như thế này. Má nghĩ má con mình cũng còn chút phước đó. Bác ơi, không có chuyện gì đâu. Chuyện nó nhỏ xíu à. Nhà mình nghèo khó, chứ đâu có dư giả như người ta mà không lo xa hả tụi con? Má yên tâm đi mà. Kỳ này con học xong cấp 3, con sẽ lên Sài Gòn vừa học vừa làm thêm để kiếm tiền nuôi má. Em học gì rồi làm gì? Em tính rồi, em sẽ học tại chức cao đẳng kế toán, với lại học thêm anh văn và di tính nữa. Vậy hả? Vậy thì ráng học đi. Mai mốt tốt nghiệp xong rồi chị sẽ xin ba chị cho em vô làm công ty của ba chị nha. Thiệt hả chị? Ừ. Mừng quá. Em cảm ơn chị nhiều nha. Ông ơi, ông có sống khôn thác thiên mà về đây để chứng kiến cho mẹ con tôi. Lam Anh, có chuyện gì không? Tôi nghe nè. Chuyện lớn rồi bà ơi. Chuyện gì vậy? Ba Bội Châu bị nhồi máu cơ tim đang cấp cứu ở trong bệnh viện đó. Bệnh viện nào? Tôi nghe bà Bội Châu nói là hình... Thôi bà nhắn địa chỉ cho tôi đi. Ok, để tôi nhắn qua cho bà liền nha. Ai cấp cứu vậy em? Bà của Bội Châu bị nhồi máu cơ tim. Sao lúc này nhiều người bị bệnh tim vậy? Lo lắng quá mà. Người lớn thì lo lớn, người nhỏ thì lo nhỏ. Tội nghiệp chị Bội Châu quá. Để anh đưa em đi nha. Dạ. Con xin phép bác con qua thăm ba bạn con chút. Ừ, đi đi con. Dạ. Anh chị sẽ cẩn thận nha. Không cần phải nhắc đâu, anh chạy xe ôm chuyên nghiệp mà. Má, con đi nha. Ừ. Ở đây chăm sóc má con nha. Đi. Ừ. Dạ. Chị đi nha. Dạ. Ước gì? Con biết má ước cái gì rồi. Con mà biết cái gì? Có giỏi tài lanh không à? Hai anh chị yêu nhau rồi đó. Thiệt vậy hả? Ừ. Bà ngồi đi, đừng có lo lắng quá. Bà ngồi đi. Ừ. Chắc không sao đâu. Bồ Châu sao rồi? Bác trai sao rồi? Tôi cũng không biết nữa. Nãy giờ đang đợi nè. Còn Tiến đâu? Đừng có nhắc tới cái thằng Tiến hư hỏng đó nữa. Nó gây ra chuyện xong rồi bắt Bồ Châu đứng đợi kìa. Ủa anh, má của anh sao rồi? Đã đỡ chưa? Cảm ơn em, má anh ổn rồi. Tụi em cũng tính tới thăm bác, nhưng mà Bội Châu gặp chuyện nè.
là người nhà của bệnh nhân Trần Văn Hưng. Ê, cháu. Hả? Em là người nhà của bệnh nhân Trần Văn Hưng. Dạ. Ba em sao rồi chị? Không sao, nhưng mà cần phải theo dõi tiếp tục. Cô đi đóng tiền rồi quay lại đây. Chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân vào phòng chăm sóc đặc biệt. Vậy nha. Dạ, cảm ơn chị nhiều ạ. Ừ. Bà có cần gì thì nói với tôi nha, đừng có ngại. Ờ, tôi cũng có đem theo ít tiền. Thôi, mọi người ngồi đây đợi tôi chút xíu nha. Tôi đi đóng tiền nha, nha. Ừ. Ờ. Tội nghiệp bụi châu quá. Đúng là hoàn cảnh thật. Má thì bị tâm thần, cha Dượng thì bị tim mạch. Đã vậy lúc nào cũng phải đề phòng cái thằng ôn dịch đó. Bà nghe gì chưa? Bội Châu nó kể nó còn đòi lấy Bội Châu nữa đó. Trời đất, có chuyện đó hả? Ừ. Bởi vậy hai cha con mới cãi nhau dữ dội. Nó khiến ông cụ mới lên cơn đau tim ngã quỵ đó. Ba đứa mình là chị em với nhau. Thấy hoàn cảnh Bội Châu như vậy tôi cũng xót giùm bà quá. Mà không biết làm cách nào để giúp bà hết. À, nãy giờ lo nói chuyện Bội Châu mà quên để ý anh Nam. Em xin lỗi nha. Đâu có gì đâu. Nãy giờ tôi cũng ngồi với Nhã Trân mà, đúng không? Bà, thấy dạo này ông dẻo miệng ghê chưa? Hồi trước hả, cại miệng một tiếng cũng không nói. Lúc nào cũng lầm li li. Thì đó khác, giờ khác. Khác làm sao? Hai người tự biết với nhau mà còn giả bộ hỏi nữa. Tôi đang ghen với bà đó nha. Chú qua đây coi má nha, anh về nhà trọ một chút. Anh hai cho em đi theo với được không? Bữa giờ em lên thành phố á, em cứ vòng vòng cái phòng này hoài à. Mà em nghe người ta nói, ở thành phố lớn lắm, đẹp lắm phải không anh hai? Em đi rồi ai ở đây coi chừng má. Má khỏe rồi, không sao đâu. Con chở em nó đi một vòng cho biết thành phố đi. Mấy khi nó được lên trên này. Má cho em đi rồi đó, anh hai chở em đi nha. Đi thì đi. Con đi nha má. Má giữ sức khỏe đó. Ừ, hai anh em đi cẩn thận nha. Má nghỉ khỏe nha. Ừ. Má con đi. Ừ. Chị, thuốc của chị nè. Nhớ uống thuốc đúng giờ nghe chị. Dạ, chị để đó giùm tôi, cảm ơn chị. Chị thiệt là khéo sanh á. Sanh đứa nào cũng đẹp. Con trai cũng đẹp, mà con gái cũng đẹp. Nhìn hai đứa tụi nó đâu giống ở dưới quê lên. Đẹp hay xấu mình muốn cũng đâu có được chị. Là do trời cho hết chị à. Chị nhớ uống thuốc đúng giờ nghe chị. Dạ, cảm ơn chị. Gì? Từ đây về nhà trọ của anh hai á, có đi ngang qua nhà chị Nhã Trân không? Có không? Không. Anh hai chở em đi ngang nhà chị Nhã Trân cho em ngó cái đi. Ngó làm cái gì? Nhiều chuyện quá. Thì để khi mà em về quê á, em còn nhớ nhà của chị. Gặp chị được rồi. Biết nhà làm gì? Đi mà anh hai. Anh hai chở em đi coi đi anh hai. Thôi. Tốt nhất là em không nên biết. Sao vậy? Em không thể tưởng tượng được đâu. Là sao ta? Nhà chị giàu lắm phải không anh hai? Ừ. Cỡ nhà bà Sáu Lộc tiệm vàng, má nhỏ Hồng Ngọc lớp em không? Nhà nó 5-8 giàu nhất huyện luôn á. Không bằng một góc nữa. Trời ơi, ghê vậy hả? Anh hai chở em tới đó coi đi. Mệt quá. Đi nha. Ngó một cái đi liền nha. Anh hai là nhất luôn á. Thank you.
Nhà thờ đẹp quá anh hai hả? Mà anh hai, tới nhà chị Nhã Trân chưa vậy? Sắp tới rồi. Nhưng anh chỉ chạy ngang chứ không ghé vô nhà đâu nha. Sao vậy? Anh hai đứng ngay cửa, cho em ngó kỹ kỹ một chút. Em về em kể cho má nghe nữa. Thôi nhiều chuyện quá. Ôm chắc kìa, té xuống đường bây giờ. Nhìn chắc rồi nè. Tưởng Đức mẹ đẹp quá à. Ở rồi đó. Đâu? Đâu anh hai? Đâu? Đó. Đâu? Đây nè. Thấy chưa? Ê, rớt dép anh hai, em rớt dép. Cái con nhỏ này, lớn tầm ngồng rồi ngồi xe còn rớt dép nữa là sao? Nhanh lên. Trời ơi, nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được luôn. Đi à, cho em coi chút đi mà anh hai. Có cái gì mà coi con không biết thôi mà. Đi lên. Anh hai. Nè, coi chừng nha. Đau. Lão cá lắm nha. Giả bộ rớt dép phải không? Trời ơi, không có coi nữa. À, anh hai, chị Nhã Trân ở trong này phải không? Không coi nữa. Em lo quá à. Lo gì? Em không biết chị có yêu anh không nữa. Mà nếu chị yêu anh á, em không hiểu tại sao chị yêu anh luôn á. Em mới nghĩ chứ. Biết cho đi thế nào cũng nhiều chuyện à. Đi em hỏi chị đi. Lên xe. Dữ quá à. Nhanh lên. Trời ơi. Để lên. Từ từ. Gì nữa? Ba má chị Nhã Trân có biết hoàn cảnh gia đình của mình không? Không. Vậy họ có đồng ý chị Nhã Trân lấy anh không? Anh không biết. Em nghĩ chắc là không quá à. Vì gia đình mình nghèo, còn gia đình chị Nhã Trân thì quá giàu. Mà em không có trách ba má. Em sẽ cố gắng lên Sài Gòn kiếm việc gì để thay đổi cuộc sống. Mình hay có ở dai không? Ý em hỏi là bạn trai của anh đó. Anh ở một mình. Vô đi. Đứng đó ngó lung tung làm gì? Đây là thành phố chứ không phải ở dưới quê. Ở trên này đèn nhà ai nấy sáng. Ở bên phòng bên kia có ai dòm ngó hai anh em mình á. À, bà chủ nhà đó. Chắc là chị tưởng em là bạn gái của anh á. Trời, vậy là chị thích anh rồi. Anh hai của em đào hoa quá. Vậy là em đã khám phá thêm một bà chị nữa. Em ăn nói vậy hả? Chị Nhã Trân mà biết được là buồn lắm đó, biết chưa?
Anh hai, em mà lên thành phố á, em ở chung với anh hai được không? Em thấy cái phòng này cũng đủ chỗ cho hai anh em mình ở luôn á. Chuyện này anh chưa tính tới, nhưng nếu như vậy á thì anh phải ngăn cho em một phòng riêng. Chi cho tốn kém vậy? Em chỉ cần một cái chiếu trải nằm thôi được rồi, giống như dưới quê á. Không được. Em bây giờ lớn rồi, thành thiếu nữ rồi biết chưa? Nếu như anh sau này anh có tiền á, anh sẽ thuê cho em một căn phòng giống vậy, chịu không? Anh bày vẽ chi cho tốn kém vậy? Để dành tiền đó gửi về cho má mua thuốc còn tốt hơn. À, chị Bích chủ nhà. Em chào chị. Mời chị ngồi. Không dám. À, đây là Trúc, em gái của tôi ở dưới quê, lên đây nuôi mẹ tôi đó. Vậy hả? Trời ơi, hèn chi, đẹp gái giống anh đi đúc hà. Em mấy tuổi rồi? Dạ, em 17 tuổi, em đang học lớp 12. Lại đây chị biểu. 17 á, là bẻ gãy sừng trâu đó nha. Hồi chị bằng tuổi em á, là đàn ông con trai á, xếp hàng dài dài vậy nè. Xếp hàng làm gì vậy chị? Chờ để duyệt hồ sơ, để làm bạn trai chứ làm gì. Trời ơi, vậy chắc là chị nhiều bạn trai lắm hả? Lắm mối tối nằm không. Cuối cùng á, chị vẫn phòng không chiếc bóng. Chị ở bên phòng bên kia phải không? Sao em biết? Tại nãy anh hai chở em về á, cái em nhìn qua, em thấy bóng của chị. Em gái của tôi vui tính quá à. Chị Bích, em gửi chị 2 triệu, hôm trước về quê em có mượn của chị á, cảm ơn chị nhiều nghe. Chị, có chị hoài à. Bộ chị già lắm hả Trúc? Dạ không, nhìn chị đâu có già đâu. Nhìn chị không nhỏ hơn anh hai của em thôi. Nói dễ hiểu chút đi, chị chậm hiểu lắm. Dạ thì tức là nhìn chị đáng tuổi chị anh hai của em á. Vậy chắc chị phải đi mỹ viện tút lại quá à. Thôi em ở chơi nha. Bích về nha, bạch mã hoàng tử. Về quê lên á, phong trần quá trời, đẹp trai quá trời luôn ha. Dạ cảm ơn chị. Chị về nha em. Dạ. Về quê lên phong độ quá trời, đẹp trai quá trời luôn. Tụi nhỏ nó đẹp đôi ghê ha. Chắc chắn là kỳ này Tuấn Trung nó về á, mình phải làm xui gia với nhau ha. Hình như em có chuyện. Hay ha. À chị, đây là lần đầu tiên em đi coi phim luôn á. Phim 3D nữa chứ, coi đã mắt luôn. Đúng là con gái nhà quê lên Sài Gòn nhìn cái gì cũng đã mắt hết ha. Chị, anh hay chọc em lắm á. Vậy thì mai mốt lên Sài Gòn lé mắt cho coi. Anh đó, anh không biết em gái của anh xinh đẹp hả? Nhiều anh chàng ngắm nghía lắm đó nha. Thiệt không chị? Thích quá à. Mai mốt á, em về quê em sẽ cho mấy đứa bạn em biết tay. Tụi nó ỷ nhà giàu, có nhiều đồ mặc á, tụi nó cứ chọc em có cái áo dài mặc hoài à. Vậy thôi bỏ đi. Bây giờ có chị Nhã Trân rồi, còn ngán ai nữa. Mà chị Nhã Trân cho em quá trời đồ luôn. Mà ở dưới quê không có giống như thành phố đâu, không có được diện đồ đi chỗ này chỗ kia. Yên tâm đi, mai mốt lên Sài Gòn chị dẫn em đi mua nhiều đồ nữa chứ. Cảm ơn chị. Mà chắc em về quê em sẽ nhớ chị lắm luôn á.
Xạo mà nịnh. Xạo chị nữa hả? Thôi em về để má đợi ha. Anh hai mình thiệt là may mắn khi quen được chị Nhã Trân đó. Chị, Sài Gòn rực rỡ hoành tráng quá chị ha. Em không tưởng tượng được luôn á. Cảm giác của em lúc này giống như là em tới nhà chị vậy đó. Em yên tâm đi, anh chị sẽ biến ước mơ của em thành hiện thực. Em cảm ơn chị. Nhưng mà... Sao, còn chuyện gì nữa hả? Em không biết liệu gia đình chị có cho chị lấy anh hai của em không. Tại vì gia đình chị thì ở trên trời, còn nhà em thì... Nói gì? Đó không phải là trở ngại, mà trở ngại lớn nhất chính là lòng mình có quyết tâm hay không thôi. Em vô trước đi, anh đưa chị Nhã Trân về. Dạ. Trúc, nói má ngày mai chị lại nha. Dạ, chị ngủ ngon. Em ngủ ngon. Bye bye. Lại quần áo mới nữa hả? Của chị Nhã Trân cho con phải không? Dạ, má thấy đẹp không má? Đẹp thì có đẹp, nhưng mà không có hợp với nhà mình. Con sẽ lên Sài Gòn, vừa học vừa làm. Con phải thay đổi chứ. Chị Nhã Trân đã khuyên con và hứa với con rồi. Nếu Nhã Trân nói vậy thì má còn tin tưởng. Chứ để con lên đây một mình, má không yên tâm chút nào hết á. Má, nếu mà chị Nhã Trân lấy anh hai thì má nghĩ sao? Lo mà đi ngủ đi cô nương, rồi muốn mơ gì mơ. Sáng mai má con mình về nhà rồi đó. Thôi má nghỉ ngơi nè, con đi thay đồ đây. Ngày mai má anh xuất viện rồi, cảm ơn em nhiều nha. Cảm ơn hoài. Em không thích nghe anh nói vậy nữa đâu nha. Ê, khoan. Gì? Tóc anh bị dính gì nè? Bà, lại đây. Hả? Lại đây. Có chuyện gì vậy? Thằng nào vậy? Bà có biết nó không? Cậu bạn học dạy bơi cho Nhã Trân đó. Để anh bấm chuông kêu dì Tư ra mở cửa nha.
Bà dạy dỗ quản lý con cái như vậy đó hả? Mai mà tôi với bà nhìn thấy, lỡ như anh chị Trí vô tình bắt gặp thì sao? Dạ. Con hư là tại mẹ, người ta nói không có sai mà. Bà làm tôi thất vọng quá. Tôi bận trăm công ngàn việc, giao con cái nhà cửa cho bà quản lý vậy mà. Em xin lỗi anh, em sẽ răn dạy con lại. Dạy cái gì mà dạy nữa? Nó làm như vậy chẳng khác gì tụi con gái mà vô giáo dục đâu. Em nghĩ con cũng không đến nỗi như anh nói đâu. Bà còn bảo che cho nó nữa hả? Bà kêu nó đó xuống dưới phòng khách gặp tôi. Bà không dạy được, để tôi dạy cho. Anh à, để mai được không anh? Đêm hôm như vậy em e là không có tiện. Anh nên ngủ cho khỏe đi. Làm sao mà tôi ngủ yên được khi thấy cái cảnh đó chứ? Trước mắt mình á, nó còn dám làm như vậy, thử hỏi sau lưng mình nó còn làm chuyện gì khác nữa. Anh à, con nó không đến nỗi như vậy đâu anh. Đứng đây làm gì nữa? Đi. Thôi được rồi, em đi liền. Ngày mai má anh Nam về dưới rồi. Để tôi nói với bội Châu tiện má ảnh về nha. Thôi khỏi, mất công hai bà. À nè, ngày mai bà nhớ lên trường coi dự tốt nghiệp nha. Tôi coi rồi, 2 tuần nữa Nhã Trân nhớ kiếm người chụp hình 3 đứa mình mang hy đổi mão đó nha. Đương nhiên rồi, học 4 năm đã có nhiêu đó thôi đó, để làm kỷ niệm cho con cháu nó xem chứ bà. Thôi, ngủ đi nha, ngủ ngon. Ngủ ngon. Chưa ngủ hả? Má có chuyện gì mặt má buồn so vậy? Con hại má rồi. Con đã làm gì? Tự con phải biết chứ. Ba con đợi con ở phòng khách á. Xuống trả lời ổng đi. Kêu ba đi. Ba gọi con. Con nó gọi ông kìa. Hai má con ngồi xuống đi. Đi con. Ba muốn con trả lời thành thật với ba. Cậu đó là ai? Quan hệ với con ra sao? Thưa ba đã gặp anh Hoàng Nam ở nhà mình rồi. Lúc anh tới dạy con bơi đó. Anh là bạn học cùng trường với con. Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Con yêu cậu ta hả? Dạ. Ba không phải là người lãng mạn. Tình yêu đối với ba rất thực tế. Con sẽ lấy anh ta làm chồng chứ? Dạ. Con à, sao con lại vội vàng như vậy chứ? Con suy nghĩ kỹ rồi má. Nếu không sống chung với anh Hoàng Nam, con sẽ không sống với ai khác. Bà nghe nó nói chưa hả? Tôi có cảm giác tôi với bà chưa bao giờ sinh ra nó. Con không cố ý phủ nhận công lao ba má đã nuôi con khôn lớn. Nhưng con lớn rồi, cho con quyền tự do lựa chọn người con yêu. Không có tự do gì hết. Áo mặc sơ qua khỏi đầu hả? Ba không cho phép con quen với thằng đó. Nó là một thằng lừa đảo, một thằng đạo mỏ. Anh ấy là người tốt, là người có tư cách. Ba không được phỉ báng người ta như vậy. Ba nghe nó trả treo với tôi chưa? Sao bà còn ngồi yên đó?
Bà làm cái gì đi chứ? Sao cứ ngậm miệng hoài vậy? Đúng là con hư tại mẹ mà. Ông à, tôi xin lỗi ông. Tôi không cần bà xin lỗi, tôi cần bà dạy lại nó kìa. Sao bà lúc nào cũng áp bức má vậy? Con làm lỗi thì con chịu, bà đừng có lôi má vô đây. Im đi. Vô đi. Dạ thưa chú gọi con. Điều tra người này cho tôi. Dạ. Dài đẹp không má? Đẹp, vừa lắm. Chị Nhã Trần dắt con đi may đó. Hôm nay con cho tụi nó lé mắt luôn. Từ đó giờ hả, tụi nó cứ chê con là có cáo dài mặt hoài. Thôi con à, họ nói gì thì mặc họ. Ai giàu ba họ, ai khó ba đời đâu con. Người ta sống ở đời đó, lấy cái nhân cái đức làm đầu. Chứ đồng tiền thấy đó rồi mất đó con à. Nhưng mà nếu không có tiền á thì lấy đâu chữa bệnh cho má chứ. Con á thì con nghĩ khác. Đồng tiền nó đâu có lỗi gì đâu. Quan trọng á là mình kiếm tiền và sử dụng đồng tiền nó như thế nào thôi. Má nhìn chị Nhã Trân á, chỉ giàu vậy đó mà chỉ đâu có chảnh chọe như mấy nhỏ học lớp con đâu. Bữa nay á hả, con á sẽ cho tụi nó biết thế nào là lễ độ. Con nói làm sao vậy? Hả? Con tính làm gì người ta chứ? Đừng có lời qua tiếng lại không hay đâu nghe con. Bề gì á, mình cũng là nghèo khó, không có so bề gì được với người ta đâu nghe con. Mình đang nghèo, nhưng mà mình sẽ không nghèo nữa đâu má. Má tin con đi. Con làm cái gì ra tiền mà con nói như vậy? Bộ tính bắt trước người ta lấy chồng Đài Loan hay là Hàn Quốc hả? Không, không có đâu má ơi. Con sẽ đi theo chị Nhã Trân lên Sài Gòn. Con sẽ lên Sài Gòn học nè. Chắc chắn chị Nhã Trân sẽ giúp con. Trước sau gì thì chị Nhã Trân cũng là chị dâu của con thôi mà. Con có đang nằm mơ không vậy? Con đang tỉnh mà. Con nghĩ là anh con sẽ lấy được cô Nhã Trân sao? Dạ, thì đúng rồi. Con thấy hai anh chị đang yêu nhau luôn á. Đã đành là vậy, má cũng biết. Nhưng mà nhà mình vậy thì làm sao hả con? Nhã Trân có thương anh con á, thì cũng còn ba má nó làm sao? Người ta giàu có như vậy đó, chịu ngồi xuôi với má sao? Thôi, giờ con đi học đây. Má không có suy nghĩ nhiều nữa nha. Cái gì tới sẽ tới thôi mà. Đây nữa nè má. Chị Nhã Trân mua cho con luôn á. Đẹp không? Là con kêu nó mua hay nó mua cho con? Không dám đâu. Cái áo dài này cũng vậy nè. Tự chị Trân dắt con đi may luôn á, chứ con đâu nói gì đâu. Thôi, đi học đi cô nương. Nhớ không được gây sự với người ta đó nghe chưa? Dạ, thưa má con đi học. Thank you.
Ông ơi, ông có sống khôn thác thiên thì về phù hộ cho thằng Nam với con Trúc. Tôi bây giờ đau yếu, không biết sống chết ngày nào nữa. Tôi không biết mình còn được ở bên cạnh con được bao lâu nữa. Ăn đi, ngon quá à. Ngon không? Ăn cái này nè, ngon lắm. Ê tụi bay, sao lúc này không thấy con Trúc đi học ha? Ờ, tiền đâu mà học. Có chiếc áo dài mà còn không nổi á, huống chi đi học. Ê, con nhỏ nào diện dữ vậy ta? Hả? Ừ. Con Trúc. Con Trúc hả? Ừ. Phải nó không? Nó chứ ai. Ừ. Có mùi Đài Loan, Hàn Quốc diễn đây nè. Mùi phèn thì có. Có phèn cũng chỉ là phèn mà thôi. Tân trang cỡ nào á thì quê vẫn cứ quê thôi. Ừ. Áo dài này mượn của ai vậy ta? Đồ mượn hả? Tụi bay là mấy đứa mỏ nhọn nhiều chuyện. Ủa, thích xía chuyện người khác lắm hả? Rồi nè, giờ vậy sao? Tao đánh tơi mỏ mẹ giờ mày tin đây? Không? Dạ. Thôi, vô lớp học hết đi. Em cũng vô lớp đi. Vô lớp nghe chưa? Dạ. Dạ thầy. Sao? Gì mày? Mấy con bánh bèo. Mày á. Lạ lắm nha. Hình như nó từ trên trời rớt xuống á. Hình như nhà nó mới trúng số á. Đẹp thì có đẹp thiệt, xịn thì có xịn thiệt. Nhưng mà ở đâu vậy ta? Thôi đi mấy bà, đứng đây nó hoài. Vô lớp hay đồ có gió thỉnh. Ờ đúng rồi. Cô chưa vô đâu. Chỉ còn 2 tháng nữa là các em sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học. Đây là một cái mốc rất là quan trọng trong cuộc đời của các em. Cho nên các em phải tập trung cố gắng ôn bài cho thật kỹ để làm bài thi cho thật tốt. Đây là kỳ thi rất quan trọng. Nếu các em có vấn đề gì gặp phải trong học tập thì hãy liên lạc ngay với cô để cô kịp thời giải quyết. Có ai có ý kiến gì không? Mời các em. À, dạ em. Mời em. À, thưa cô, nếu mà mình học ngu, à, học dở đó cô, mà mình không chịu khó ôn tập học hành, suốt ngày chỉ lo tụ tập rồi nhiều chuyện, thì à, tỷ lệ đậu tốt nghiệp là bao nhiêu phần trăm vậy cô? Các em im lặng đi. Trường hợp của bạn Trúc vừa hỏi thì khả năng thi đậu chắc chắn bằng không. Con Trúc có chơi tụi mình kìa. Dùng chưa? Các em im lặng đi. Nè, đứng sáng vô. Hãy chụp tôi có chuyện. Rồi rồi. 2, 3. Rồi. Từ từ. Hãy đợi xíu. Vô. 2, 3. Hình tôi rồi. 2, 3. 2, 3. Rồi. Đẹp lắm. À, trời. Để em chụp cho. Ơi ơi. Em chụp cho hai người nha. Cầm giùm em cái này. Ơi, còn tôi nữa. Vô duyên. Bà đứng ở đâu? Thì tôi đứng ở giữa. Không, hai người ta đang mùi mẫn mê ly. Cái bà nhảy vô phá đám mà. Ờ. Ê Trân, hai người chụp xong mới cho tôi chụp với anh Hoàng Nam một tấm nha. Trời đất ơi. Anh Hoàng Nam có chịu không? Hỏi anh thì sao hỏi tôi? Anh có đồng ý chụp riêng với em một kiểu, được không? Cái nhỏ này. Rồi, được rồi. Lát nữa anh đồng ý làm người mẫu chùa đó. Vậy phải chụp chung với em nữa nha. Vô đi, tôi chụp cho hai người nha. Tình cảm vô. Chụp nha. 1, 2, 3. Trời, cô bả kìa. Rồi, đổi kiểu đi. Rồi, đổi kiểu đi. Kiểu kiểu gì nữa bà? Ừ. Tôi thấy bà độc quyền chiếm đoạt quá nha. Ờ. Coi chừng tôi với bọn Châu kiện bà về tội. Tội gì?
vi phạm luật cạnh tranh. Đấy. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, chụp đi. Chụp đi, chụp đi. Trời ơi, làm ơn chụp nhanh nhanh đi. Nóng quá rồi mấy cô nương à. Chụp đi, chụp đi. Rồi, cười lên. Ê, ê, ba. Sư phụ, sư mẫu bà tới rồi kìa. Ý. Ba má. Em à. Hả? Em ở đây nha, anh đi ra ngoài một chút nữa. Anh đi đâu? Anh ở đây với em. Trân. Má. Dạ, chào dạ, bác. Chào con. Cô giỏi quá. Dạ, chào bác. Bác chúc mừng các con nghe. Chào hai bác. Em chào anh Trung. Chào em. Anh nhìn thấy không? Con dâu mình giỏi thiệt ha. Hôm nay áo mão xinh sang thiệt ha. Sao ba má bây giờ mới tới? Cô Oanh nghe con tốt nghiệp, cô Oanh đòi đi. Má rủ mọi người đi chung cho vui đó. Vậy ba cháu đây là bạn thân của Nhã Trân phải không? Dạ, dạ, tụi con là bạn thân. Cái cậu này là bạn sao với các cháu vậy? Dạ. Dạ. Anh là bạn của cháu ạ. Con. Dạ đây thưa chú. Đây là nhà của mẹ Hoàng Nam, hiện đang sống với đứa em gái ở dưới quê. Nhà này thuộc hộ nghèo. À, tôi xin giới thiệu, đây là Tuấn Trung, vừa tốt nghiệp đại học ở Mỹ về. À, hai đứa chơi thân với nhau từ nhỏ. Chào các bạn. Chào anh, rất hân hạnh. Chúc mừng cháu, sẵn đây gia đình chúng ta chụp chung một tấm hình lưu niệm luôn nghe. À, đúng rồi, đúng rồi. Dạ thôi, dạ, cháu xin phép về. Tụi con xin phép đi trước à. Tụi con đi đâu vậy? Bà ở đây nha, tôi ra với tụi nó một chút. Dạ, cháu xin phép đi trước. Cậu gì đó ơi, chụp giùm tôi một tấm hình nha. Nam Nam, chụp giùm bác đi con. Chụp giùm bác mấy tấm hình đi. Dạ. Cảm ơn con. Xích vô. Rồi rồi, mọi người đứng sát vô. Xích vô con. Rồi rồi, xích vô con. Ê, khoan. Nhã Trân à, con qua chụp chung với bác tấm hình. Chụp chung cho đẹp nghe con. Con nghe. Đi đi con. Nè, cười lên con. Dạ, 1, 2, 3. Anh Nam, sao anh buồn vậy? Cà phê tan hết đá rồi kìa. Anh uống đi. Không có gì đâu, cảm ơn bồ châu. Anh đừng có để ý chuyện nhỏ nhặt đó làm gì. Tánh bà Nhã Trân lại vậy đó. Nhưng mà nó chỉ biết có mình anh thôi à. Cái người gì đâu mà xí xọn, miệng gì cứ tí lia tí lia. Dâu tôi, dâu tôi, dâu tôi. Ai con dâu bả chứ. Mà nè, tôi thấy anh chàng đó cũng lịch sự, sáng sủa. Hay là bà nhà vô làm con dâu bả luôn đi bộ cháu. Hả? Trời, không thèm nha. Tôi là tôi dị ứng với mấy bà mẹ chồng kiểu dạng vậy lắm á. Ê, làm anh, làm anh. Hay là bà nhào vô đi. Tôi thấy cái người này có vẻ hợp với bà lắm á. À nè, sắp tới hai bạn có dự định gì không? Ngoài chuyện lấy chồng. Em hả? Việc làm thì để từ từ tính. Còn việc lấy chồng hả? Thì không. Đó giờ em nằm có một mình quen rồi. Bây giờ tự nhiên nghĩ có một người đàn ông nằm bên cạnh. Ý, nổi hết cả cái áo lương rồi nè. Trời ơi, có mới nói nha. Chứ sao? Ê, hay là lúc đó bà sẽ kéo vô, kéo vô, kéo vô. Anh ơi, lại nằm gần em. Bà cứ chọc tôi không mà suy bụng mình ra bụng người ta. Bà nha. Trân, Trân tới rồi kìa. Ồ, sao mặc dù ụ giờ? Tụi tôi tưởng bà đi luôn rồi chứ. Chán quá.
Tôi không muốn mà ông già cứ bắt ép hoài. Trời ơi, thôi mà Thương. Nhưng mà bà bỏ đi như vậy rồi hai bác ăn nói sao với người ta? Kệ, mỗi người chỉ có một cuộc đời. Hồi con thi tốt nghiệp ở bên bển á, không có ba má, không có hai bác, tiếc quá à. Mà cũng may á là cũng có mấy bà con Việt kiều ở chụp hình nói chuyện nên cũng đỡ buồn. Anh Lâm biết không, hôm tốt nghiệp của cháu ở bển á, vợ chồng tụi tôi bận quá, hàng quá ứ động không có bán được, thời gian đâu mà qua bển dự lễ chứ. Vậy cũng hơi lo ha. Thôi cũng trưa rồi, cả nhà mình đi ăn nhà hàng nha. Ủa mà Nhã Trân đâu rồi? Mới đây mà không biết nó đi đâu nữa. Bà gọi cho con nói sao rồi? Dạ dạ, chị đợi tôi chút xíu nha. Trốn đâu cho thoát, bị truy nã rồi em ơi. Con nghe nè má, có gì không má? Con đang ở đâu vậy? Sao nó đi thay đồ một chút rồi quay trở lại mà giờ không thấy đâu hết trơn vậy? Mọi người đang chờ con đó, ba con bực bội lắm. Nó nhỏ nhỏ thôi, con không có nên làm như vậy. Cô Quỳnh rất thương con đó. Nhưng con không muốn làm con dâu của cổ, má biết mà. Thương con kiểu đó con không chịu được. Điều đó xâm phạm vào quyền tự do của con, phải hỏi ý con, coi con có chấp nhận hay không rồi mới tuyên bố chứ. Cứ coi như mọi chuyện đã rồi, con yêu ai con cũng đã nói rồi, má biết điều đó rõ ràng quá mà. Nhưng mà ba con không có đồng ý cậu ấy, ba con quyết liệt chống lại. Ba nói chỉ biết có mình Tuấn Trung thôi. Trong chuyện này con thương má, nhưng con xin lỗi, má nói là giùm với ba. Nhưng mà ba đây, con về ngay, không cần biết có chuyện gì hết, rõ chưa? Alo. Anh à. Hai cha con anh sao căng thẳng với nhau dữ vậy? Càng ngày càng không coi tôi ra gì. Anh à, bớt nóng đi, con nó còn dại dột, từ từ về nhà mình dạy dỗ. Bà đừng có nói nữa. Bà có nhớ hôm nay là ngày gì không? Hôm nay là ngày lễ tốt nghiệp đại học của nó. Nó đâu còn nhỏ dại như bà nghĩ nữa. Tôi chỉ sợ nó bị người ta dụ dỗ, rồi tôi với bà còn phải ăn nói làm sao với anh chị Trí nữa chứ. Mình nói khéo để anh chị thông cảm, rồi về nhà tính sao ha? Ra nông nổi này á, tất cả là tại bà. Thôi, nuông chị nó quá mà. Thôi mà, thôi mà. Hình như là hai bác có chuyện gì hả? Chúng tôi thành thật xin lỗi anh chị trước và cháu Tuấn Trung. Anh chị có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy? Cháu Nhã Trân bị xỉu vì kiệt sức. Mấy đêm nay đêm nào nó cũng thức khuya để lo lễ tốt nghiệp ở trường. Nên bây giờ nó bị xuống sức quá. Vậy cháu nó bây giờ ở đâu rồi? Hay là đưa vô bệnh viện đi, tôi có quen bệnh viện này rất là tốt. Dạ. Đúng rồi, để tôi lấy xe hơi chở cháu nó qua nhà bác sĩ Hải á, bác sĩ chữa bệnh cho tôi nè, tốt lắm. Vậy đi ha. Dạ dạ, cảm ơn anh chị. Hai đứa bạn của nó đi về nhà nghỉ ngơi rồi. Chúng tôi xin lỗi đã làm chị mất vui hôm nay. Không sao. Được dự lễ tốt nghiệp của cháu là tôi vui rồi, còn liên quan ăn mừng bữa nào chẳng được. Dạ cảm ơn anh chị nhiều. Dạ bác xin lỗi nha Tuấn Trung. Dạ không có gì ạ.